Shop nhạc cụ Roland Thiên Tài xin chào tất cả quý anh chị nha. Thì hôm nay shop em cập nhật chống gõ bo Tama, lục lạc gõ bo Tama để phục vụ cho anh chị chúng ta, gọi là đây tambourine. Chúng ta thường hay gọi là chống gõ bo lục lạc ha. Thì hôm nay shop em cập nhật số lượng chống tambourine để phục vụ cho anh chị em các bữa tiệc, chúng ta có nhu cầu chơi gọi là vui trong các bữa tiệc thì chúng ta inbox cho bên em, chúng ta mua sản phẩm chống gõ bo lục lạc nha. Thì chống gõ bo lục lạc như thế này, bên em đang có hai dòng, một dòng Tama được nhập khẩu từ Đài Loan, còn một dòng chống gõ bo Yamaha được xuất xứ tại Việt Nam. Thì chất liệu của Yamaha được làm bằng nhựa cứng, còn Tama thì được làm chất liệu bằng inox, cho nên là những chiếc tambourine của Tama sẽ hay hơn là những chiếc tambourine của Yamaha nha anh chị. Thì đây là dòng tambourine Tama. Mỗi chiếc trống gõ bo lục lạc anh chị sẽ được kèm theo đó là một chiếc khóa để chúng ta tăng trống kèm theo bên trong, cũng như là có tặng kèm bao da nha anh chị. Thì đây là video cận cảnh để anh chị em chúng ta tham khảo về các sản phẩm từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài của em mang lại cho tới quý anh chị. Những sản phẩm nhỏ nhẹ như thế này bên em sẽ ship code cho anh chị em xài lần nha. Còn đây là dòng trống tambourine Yamaha, chất liệu được làm từ nhựa cứng mạ rom. Anh chị em Sài Gòn có nhu cầu quan tâm tới những sản phẩm tambourine gõ bo lục lạc như thế này, cứ inbox cho mình em theo số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Các mặt hàng nhỏ nhẹ như thế này, ship code tận nơi, anh chị em kiểm tra hàng rồi kiểm tra thanh toán tại nhà nha. Đây là chiếc gõ bo tambourine Tama được xuất xứ từ Đài Loan. Chiếc Tama rất là đẹp nha anh chị. Thì chất liệu bằng nhựa, chất liệu bằng inox cho nên là rất là sáng bóng cũng như là đẹp. Em xin nhắc lại số điện thoại để anh chị liên hệ mua hàng: 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Các mặt hàng nhỏ nhẹ như thế này anh chị sẽ được ship code tận nơi, kiểm tra hàng rồi thanh toán tại nhà riêng. Cảm ơn anh chị em Sài Gòn luôn tin tưởng, tin dùng các mặt hàng từ shop nhạc cụ Roland của em rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng tiếp theo. Ngoài các mặt hàng tambourine gõ bo ra thì bên em có kinh doanh các mặt hàng, nói chung là về nhạc cụ thì bên shop em có đủ nha anh chị. Nhạc cụ guitar, keyboard, đàn piano, trống, cũng như là hệ thống âm thanh karaoke gia đình. Với hệ thống âm thanh loa karaoke gia đình, loa FPT được nhập khẩu từ Italy. Thì các hộ gia đình có nhu cầu quan tâm tới những sản phẩm bên em đang kinh doanh đây, inbox cho bên em nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Đây là đàn guitar, cũng như là phụ kiện về dây rắc, phụ kiện về đàn, rồi các dây rắc để chúng ta kết nối âm thanh, cũng như là từ dây rắc âm thanh cho tới dây mở nhạc hoặc là dây live stream. Sản phẩm live sao cạc, cũng như là micro, những bộ thu âm. Đây là các sản phẩm loa FPT nhập khẩu Italy để phục vụ cho anh chị. Đàn guitar, organ, Yamaha.